Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sáng 15 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tươi cười bắt tay các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu khi tham dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15. Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 5 để xem xét quyết định 4 nội dung rất quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, các tổ chức tín dụng và kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Kỳ họp bất thường lần này dự kiến diễn ra trong 3 ngày theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội và sẽ bế mạc vào sáng 18 tháng 10. Ngày 17 tháng 1, Quốc hội nghỉ một ngày để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Về dự án luật đất đai sửa đổi, theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật và cho ý kiến tại hai phiên họp tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều, bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp 6. Đến nay, dự thảo luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm nội dung của Nghị quyết số 18, Nghị quyết Trung ương của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội tại kỳ họp này. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục cho ý kiến về dự án luật, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, đảm bảo chất lượng cao nhất và xem xét, biểu quyết thông qua tại kỳ họp này. Đối với dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội cho biết trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình, tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo. Cơ quan chủ trì thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung chỉnh lý bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến xử lý tình trạng sở hữu chéo, hạn chế việc chi phối thao túng tổ chức tín dụng, quy định minh bạch về cơ chế tài chính, hạch toán, quản trị và các tổ chức tín dụng, vấn đề can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, chuyển giao bắt buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo các khoản nợ xấu. Dự án luật có nhiều nội dung chuyên sâu, có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu thận trọng, toàn diện, góp ý hoàn thiện và xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo luật đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đảm bảo sự an toàn, lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét quyết định về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính, ngân sách. Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội đã có thông cáo báo chí về chương trình nội dung kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 để xem xét thông qua 4 nội dung quan trọng. 4 nội dung quan trọng được xem xét thông qua tại kỳ họp này gồm dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn năm 2021-2025,
Từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cụ thể đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi bổ sung tại 250 điều cả về nội dung và kỹ thuật so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đối với những nội dung lớn xin ý kiến tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ 6, trên cơ sở nghiên cứu thảo luận, trao đổi và rà soát kỹ lưỡng, các cơ quan hữu quan đã thống nhất chỉnh lý hoàn thiện 18 nội dung chính, trong đó có quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Về không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, điều 28. Về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với tài sản gắn liền với đất, điều 34. Về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, khoản 7, điều 45. Về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ, khoản 27, điều 79. Về phát triển, khai thác và quản lý quỹ đất, chương 8. Về mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền khoản 3 điều 138. Về tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, khoản 3 điều 153. Về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp, điều 158. Thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đối với dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 15 chương, 210 điều. So với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, bỏ 4 điều, bổ sung 11 điều, giữ nguyên 15 điều và chỉnh lý kỹ thuật các điều khác. Trong đó đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung, giải thích từ ngữ ngân hàng chính sách, tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng, ban kiểm soát độc lập, hoạt động của tổ chức tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, tài chính, hạch toán, kế toán. Một số vấn đề lớn của dự thảo luật báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gồm dự phòng rủi ro, can thiệp sớm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng, xử lý trường hợp tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, vay, cho vay đặc biệt, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm, cơ quan quản lý nhà nước, điều khoản thi hành. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.